Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, thông tin từ nhóm cố vấn bom mìn MAG tại Việt Nam cho biết, đội xử lý bom mìn lưu động của MAG tại Quảng Bình vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan xử lý thành công một quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh có trọng lượng khoảng 230 kg, chiều dài hơn 1,5 m. Theo đó, lúc 16 giờ ngày mùng 4 tháng 4, tại bờ kè sông Nhật Lệ, đoạn đường Chiêu Pháp, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, một công nhân trong quá trình thi công công trình mở rộng đường thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn đã phát hiện quả bom nói trên. Điều đáng lo ngại là vị trí quả bom được phát hiện nằm sát bờ kè sông Nhật Lệ, nơi có mật độ dân cư và xe cộ qua lại đông đúc, cách bãi biển Nhật Lệ khoảng 500 mét. Đây cũng là nơi tàu bè của ngư dân neo đậu hàng ngày nên tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Ngay sau khi phát hiện quả bom, chủ đầu tư công trình đã chỉ đạo đơn vị tạm dừng thi công, di rời máy móc thiết bị, nhân lực ra khỏi khu vực phát hiện quả bom, đồng thời phối hợp với đồn biên phòng Nhật Lệ và lực lượng quân sự tại địa phương để giao chắn, bảo vệ. Nhận được yêu cầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, sáng ngày 5 tháng 4, nhóm cố vấn bom mìn đã lập tức cử đội xử lý bom mìn lưu động tại Quảng Bình cùng các chuyên gia tới hiện trường, Cùng phối hợp với các đơn vị để kịp thời xử lý quả bom. Theo các chuyên gia kỹ thuật của nhóm cố vấn bom mìn, đây là quả bom mang số hiệu MK82 được Mỹ thả xuống trong chiến tranh nhưng chưa nổ. Quả bom có bán kính sát thương khoảng 1 km. Sau khi thiết lập các biện pháp an toàn, các chuyên gia của MAG đã tiến hành khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng tình trạng quả bom. Quả bom được xác định đủ điều kiện di chuyển và đã được đưa về khu vực lưu kho an toàn chờ hủy nổ tập trung theo quy định sau khi khảo sát và đánh giá tình trạng quả bom lực lượng chức năng tiến hành di chuyển về khu vực lưu kho an toàn chờ hủy nổ